Gốc Tím xin kính chào quý vị. Hôm nay Gốc Tím trở lại với quý vị trong những màu sắc gọi là hồi nãy có người nói rằng hơi giống màu của bầu trời Houston trong những ngày qua. Ảm đạm. Ảm đạm đúng không? Nhưng mà người ta nói đó quý vị là không phải chỉ là khi mà ảm đạm hay là khóc đó, không phải lúc nào cũng là xấu. Cái quan trọng là khóc cũng có thể là một cái gì đó tốt cho cái sức khỏe, nhất là cái sức khỏe về tinh thần của con người. Bởi vì người ta nói đôi lúc người mình á, mình thường nghe là cười là một cái thang thuốc bổ đó, một nụ cười 10 thang thuốc bổ là một cái phương cách có thể gọi là làm cho người ta thư giãn sau những cái khoảng thời gian mà làm việc hay có những cái vấn đề trong cuộc sống mà làm căng thẳng đầu óc. Nhưng mà người ta nói cười vẫn chưa có tốt bằng một cái gọi là trận khóc như là mưa rào khóc là khóc xối xả, khóc xối xả, khóc nức nở, thì Nga thấy này hơi lạ quý vị, tại vì từ đó giờ mình chỉ biết là cười để nó mới giảm những cái stress của mình thôi, chứ chưa giờ nghe nói là khóc thì giảm stress. Không, giống như là Xuân Phương thì Nga không coi phim ấy, nhiều khi những cái phim tàu đó quý vị, mình hay coi nó thôi, khóc ra đi, khóc cho nó thoải mái, vô tư mà khóc ra cho nó thoải mái, đúng không? Thanh Thanh nói có một chỗ nó có cái cùng một cái ý nghĩ với cái một người Nhật Bản, đó là ông Saga, ông Takashi Saga, là một người về chuyên gia về như là về tâm lý, thì ông cho rằng đó rằng khóc đó như Thanh Thanh nói là gọi là xả hết những cái mà mình nén ở trong lòng ra, mà một khi đã xả ra rồi đó thì chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng rồi. Nhiều khi khóc xong cái giống như là mình tỉnh táo hơn. Ừ, đúng mình không? Tỉnh táo hơn, hay là mình mới chia tay với bạn trai ví dụ, khóc xong cái thấy quên rồi. Đúng rồi. Không sẵn sàng đi kiếm người khác. Không, bởi vì theo như ông giáo sư này nói đó, thì bởi vì cái nước mắt, cái nước mắt mà khi mà nó rớt ra đó, là nó là một trong những cái hormone môn đặc biệt ở trong cơ thể của mình để mình có thể giải thoát được những cái gì mà coi như uất ức mà ẩn khuất ở trong người mình mà mình không thể nào khóc được. Nhưng mà có một số người giống như họ muốn khóc lắm, họ có những cái chuyện buồn họ muốn khóc nhưng mà họ khóc không ra được. Gọi là có thể là chỉ là khóc ở trong lòng thôi nhưng mà không thể nào mà thoát ra được. Bây giờ bằng cách nào? Phải có một cái trị liệu, bởi vì đó là tại sao mà họ có một cái gọi là cái seminar, gọi là một cái hội thảo mỗi một tháng đó thì có hai lần họ sẽ tụ họp lại với nhau để tụ họp lại bắt đầu khóc cho nó thỏa thích. Coi như là cái người nào mà từ đó giờ họ muốn khóc nhưng mà nhiều khi đôi khi là khóc trước mặt người khác thì có thể thấy quê hay như thế nào đó, thì bây giờ họ gom lại những cái người đó, họ cho coi những cái hoặc là kể chuyện những cái chuyện mà chuyện buồn, rồi coi những cái phim mà cũng là những phim tình cảm hoặc là phim buồn, rồi trong background thì lại để nhạc của Whitney Houston mà I Will Always Love You, giống như là để kích thích mà nghe mà không ai mà trong đó mà không quý vị coi trên video là thấy người nào cũng phải là rưng rưng nước mắt sụt sùi. Theo như quý vị nhìn thấy trong video, không biết là cái phái nam nó có nhiều hơn phái nữ hay không nếu mà mình so sánh. Bởi vì có một bài nhạc của một nhạc sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình, nói rằng là đàn bà ai không nhiều nước mắt, đúng không? Thì chỉ có đàn ông là lúc nào họ cũng giữ oai, là họ sẽ không có phải là một người yếu đuối, cho nên là ít khi nào khóc trước người phụ nữ lắm, hoặc là trước đám đông. Và họ nói là sau khi mà họ gọi là dự những cái hội thảo này đó, thì một số người nói là tôi thì từ đó giờ thiệt ra thì cũng không phải là người khóc nhiều, nhưng mà sau khi đi cái seminar này thì tôi trở thành một cái người hay khóc gọi là người mất nước. Theo ông Saga đó thì ông ta so sánh nó giống như quý vị vừa mới tập thể dục mà đổ mồ hôi, thì những cái nước mắt nó cũng giống như là thải ra những cái gì mà gần như là độc tố hay gì trong con người. Đúng thì rồi. Làm cho đầu óc nó thoải mái hơn. Nhưng mà những cái seminar này không phải là dễ, bởi vì đối với những người đến đây thì là những người khó khóc, đúng không? Mới đi, mới cần đi, phải dễ làm khóc. Sao cho họ khóc. Ừ, phải làm sao cho họ khóc. Đó là cái hay của những người mà họ phải kể những câu chuyện buồn mà phải kể như thế nào, chứ kể sao mà người ta cười ha hả lên. Dạ, cái này giống như nó phải đối chọi lại với lại những diễn viên mà diễn viên hài, đúng không? Bây giờ là không phải là hài nữa mà là bi kịch. Đó, bây giờ Xuân Phương kể một câu chuyện này thử coi là Thanh Thanh thì Nga khóc không nha. Rồi kể đi, kể đi. Vâng, kính thưa quý vị, một cái câu chuyện mà phải nói Thanh Thanh thì Nga coi hình nữa, thế nào cũng khóc cho coi. Okay.
Nhưng mà khóc vì vui vì buồn là tùy, vấn đề khác, tùy đúng không? Tùy mỗi tâm trạng mỗi người đúng không? Thì có một cái câu chuyện mà người ta đặt cho nó thành ra một câu chuyện tình yêu cổ tích. Tình yêu cổ tích bởi vì nó rất là hiếm, nhất là trong thời bây giờ. Đó là câu chuyện tình của cô Turia Pitt. Cô với có người yêu được khoảng 3 năm. Rồi sau đó thì cô bị một cái tai nạn, bị phỏng và mặt cô bị biến dạng. Quý vị nhìn trên hình thì thấy một cái sự khác biệt giữa trước và sau tai nạn, rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái hay, cái gọi là cái vui trong câu chuyện này đó, đó là cái người bạn trai, anh vẫn không gọi là bỏ cô mà vẫn tiếp tục thương cô và giúp cô vượt qua tất cả những cái cuộc giải phẫu. Cô bị tai nạn từ năm 2011 thì cho đến bây giờ hai người vẫn gọi là thương yêu nhau rất là nhiều. Thì ủa nãy giờ chưa khóc nữa chưa hết. Thì cái cô này đó, cổ giống như một cái người mà bị vận, coi như giống như một cái người vận động viên mà chạy bộ đi. Thì cái bữa đó là chạy trên cái đường bộ 100 km, thì không biết như thế nào họ không có nói rõ, thì cổ bị phỏng, mà phỏng đến 64% cái body, mà thành ra là như Xuân Phương nói đã có 18 ca phẫu thuật lớn, rồi 100 ca phẫu thuật nhỏ, và những cái lần mà ghép da nữa. Cho nên là quý vị thấy là đã qua những chặng đường đó, nhưng mà cái anh chàng này vẫn gọi là sao? Mình nói là Việt Nam mình nói là chung thủy phải không? Cái này hình như nghe chỉ nói thấy trong phim thôi chứ không ngoài đời chưa thấy. Không, nhưng mà phải nói là cái anh bạn trai của cái cô này á rất là đẹp trai ha. Không, cô này cũng trước đó là quý vị thấy cái hình cũng là rất là không phải là đẹp lộng lẫy nhưng mà mặt mũi là rất là xinh xắn. Hai người thương yêu nhau rồi, như là Thùy Nga trình bày đến quý vị đó là trong một cái lần tai nạn như vậy thì cô bị bỏng coi như là biến dạng luôn, không có thể nào mà ghép da trở lại bình thường được nữa. Nhưng mà rất may là cái mạng sống vẫn có thể giữ được, nhưng mà bù lại cho cái sự gọi là gì bất hạnh đó thì cô có một người bạn trai rất là chung thủy và rất là cổ động cô trong mọi lúc mọi nơi, cho dù là có nhiều khi cô cảm thấy mình giống như cảm thấy bị buồn rồi khóc, thì anh này cũng lại choàng, giống như là một cái cử chỉ rất là âu yếm mà rất là chân thực và thật lòng chứ không phải là giả dối. Mà còn nói là you're beautiful nữa. Đúng rồi. Nhưng mà có một cái điều này là hai người Xuân Vương nói là dự định làm đám cưới. Tin tốt cho cô là bởi vì khi mà bị phỏng nó chỉ cứ từ phần trên trở lên thôi, còn cái phần từ ở dưới đó ngay cái bụng thì cô vẫn có thể mang thai được, cho nên đó là một cái niềm vui. Và anh hứa là hai người lần cưới xong sẽ có những đứa con rất là kháu khỉnh và dễ thương. Góc tím mà vừa phải đi seminar mà vừa sẽ không có thể nào kể chuyện cho người khác khóc được. Không, là tại vì nói gần góc tím là sao, góc tím là muốn đem lại những cái nụ cười cho quý vị, thì không thể nào đem lại những cái giọt nước mắt cho quý vị được hết, cho nên đúng là rồi. Kể người ta không khóc. Không, nhưng mà bây giờ mình khám phá ra rằng khóc không phải là xấu. Vậy thôi, mốt đem những cái chuyện mà gọi là buồn kể quý vị rồi, nghe nhé. Hứa quý vị là một show góc tím nào đó quý vị vừa xem vừa khóc ha. Rồi quyết định vậy. Thôi nãy giờ mình nói hai cặp vợ chồng mà gọi là yêu thương nhau, hay cặp vợ chồng này cũng yêu thương nhau đến nỗi chém nhau luôn nè. Wow. Thương nhau lắm, cắn nhau đào đó. Nhưng mà chém cái này cũng phải chém thiệt quý vị. Đây là một những cái màn biểu diễn của hai vợ chồng, một cái cặp vợ chồng ở bên Ấn Độ. Thì họ chuyên môn biểu diễn những cái kỹ năng mà họ có trong vòng quanh gọi là vòng quanh thế giới để cho mọi người, những người đó xem. Thì cặp vợ chồng này có hai người con, thấy hơi rợn người á, tại vì quý vị thấy là để nguyên một cái gọi là trái dừa ở trên bụng của cô đó, rồi xong rồi anh chàng mới lấy dao thì mới chắc lên. Thì mình không biết họ tập như thế nào mà để được cái như vậy. Người ta nói là khí công. Ví dụ như là quý vị thấy là có cái hình là cô này bị chặt trái dừa khô nha. Dừa khô là cứng lắm á. Mà chặt đứt làm đôi mà cái bụng thì không sao hết. À, nghĩa là phải cần cái thời gian cho cô này gọi là luyện khí công. Dồn khí vào cái chỗ đó, đúng không? Dồn khí công. Dồn khí không thì hơi mệt. Dồn khí không thì chặt không mất. Mà phải là khí công, khí đúng khác là mệt lắm. Mời quý vị xem những cái hình ảnh gọi là cũng vui nhộn nhưng mà thật rất là nguy hiểm này. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị vào phần 2 của chương trình giao tiếp.
Bangladesh in southern India have been performing for over 10 years. And the lack of safety gear means Brahmaramba places her life in the hands of her husband each time. మనం చేసే బైక్ విన్యాసాలు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూసి ఎలా చేస్తారా అసలు ఎలా చేస్తారా అని అడుగుతారు నేను బైక్ మీద చేస్తారా అని చెప్పేవాడిని. Couple now hope to raise sponsorship so they can take their show abroad, performing bigger and riskier stunts.